Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Nhà đẹp Cái Tổ. Hôm nay công ty chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình mẫu nhà mái Nhật một tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại cho gia chủ là anh Hải, địa chỉ là Phú Yên. Thì đây là một căn nhà cấp 4 mái Nhật được chúng tôi thiết kế trong thời gian là một tuần. Đấy, hiện tại chúng tôi đã hoàn thành trong cái phần mặt bằng cũng như phần phối cảnh. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cái phần trang trí cũng như phần công năng của công trình như thế nào. Thì đây là một công trình ở khu vườn chung. Đấy, được chúng tôi cũng thiết kế theo hợp đồng là online giữa mùa dịch như thế này. Thì được cái gia đình anh cũng có một khuôn đất rất là rộng. Đấy, thì anh có mô tả một chút về hướng nhà cũng như là tuổi của gia chủ là chúng tôi có thể lên được cái phương án. Thì đây là một mẫu nhà rất là bắt mắt, rất là hiện đại và trông rất là đồ sộ. Đó. Thì về tổng quan màu sắc của công trình được chúng tôi thiết kế theo tông màu lạnh. Đấy, có pha một chút những điểm nhấn là tông màu nóng. Đây. Tổng quan màu sắc này, phần mái là màu xanh ghi, rất đẹp, rất bắt mắt và rất hiện đại và hầu như sẽ không bao giờ lỗi mốt. Cùng với đó hệ tông màu trắng tổng thể công trình trông rất hiện đại, rất hài hòa. Đấy, và điểm nhấn của cái công trình này đó là những chi tiết kẻ này đó, phần ốp của tường cũng như là các hệ cửa sổ xen lẫn với nhau trông công trình rất là khỏe khoắn và rất là có điểm nhấn. Và công trình này chúng tôi có thiết kế thêm đó là những cái phần mái con ở phần bên trên này, đây trông rất đẹp, rất khỏe khoắn và rất điểm nhấn. Những phần này, thứ nhất nó vừa tạo nhấn, thứ hai nó có khả năng thông gió cho phần mái. Đấy, bởi vì những đây là hệ cửa sổ thì mới được các bạn nhé. Đấy, và gia đình này đặc biệt nó có phần sảnh cà phê, phần ban công đây này rất là rộng. Đấy, gia đình anh yêu cầu phải thiết kế cho khoảng 8 đến 10 người có thể ngồi cùng đây khi buổi sáng sớm uống cà phê hoặc là buổi chiều tối gia đình có thể ra đây ăn cơm cũng được. Đấy, đây không gian phòng bếp này, hệ hàng rào này. Đấy, thì công trình này là có những ba lối đi gọi nhá. Đây là lối sảnh chính đi vào phòng khách, đây là lối vào nhà bếp này, và phía đằng sau có một lối ra phía sau vườn. Đấy, công trình rất là hầm hố, rất là nhiều lối ra vào công trình. Thì công trình này chúng tôi thiết kế là hệ 5 cấp, 75 cm, nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của công trình. Đấy, thật cao lên công trình, trừ những gia đình nào mà đất nó hạn hẹp thì chúng tôi mới làm tam cấp, thứ nhất là để tiết kiệm và thứ hai nó tối ưu diện tích hơn. Còn riêng với lại gia đình nhà anh thì chúng tôi thiết kế là 5 cấp. Phần đế của công trình, tức phần móng này, chúng tôi ốp một màu gạch thẻ rất đẹp và rất là trang nhã ở đây. Cái phần gạch thẻ rất là bền các bạn nhé, rất là bền và tránh bắp bẩn cũng rất là tốt. Đó, bao quanh phần móng của công trình. Phần chân của các phần hệ cửa sổ đây, chúng tôi có thiết kế thêm cho anh, tức là chúng tôi cách điệu này, một phần ô kính là ô chết ở giữa và hai cửa sổ đơn ở hai bên. Đó, phần chân thì chúng tôi ốp gỗ ngoài trời. Đấy, rất là hợp lý và rất là bắt mắt. Và hệ gỗ này nó cùng với lại hệ gỗ ở phần trên giáp phần áp mái đây, nó tạo một cái vẻ liền mạch cũng như khỏe khoắn cho công trình. Đấy, còn đến hệ cột này, chúng tôi thiết kế cho anh theo cột theo lối đơn giản nhưng mà cũng rất là khỏe khoắn, rất là đẹp và rất là bắt mắt, và nó nổi bật hoàn toàn so với tổng thể công trình. Vì sao? Vì nó mang một gam màu mới, màu khác. Đấy, thì trông rất nổi bật, nhưng nó lại cùng tông với lại cái hệ hàng rào cũng như là cái phần cột, phần giàn hoa đây, thì nó lại tạo nên cái sự đồng nhất trong công trình. Đấy, hệ màu đèn của công trình này thì chúng tôi cũng dùng gam màu nóng, tức là gam màu vàng, màu cam đấy. Đấy, thì về buổi đêm sẽ công trình sẽ rất là lung linh và cực kỳ là đẹp. Đây là góc nhìn phía trước, các bạn có thể nhìn qua một lần nữa. Tiếp theo đó là phần hệ cửa. Thì công trình này được chúng tôi thiết kế theo lối hiện đại hoàn toàn. Chính vì thế mà cả hệ cửa chính cũng như là cửa phụ và các hệ cửa đi và cửa sổ chúng tôi đều thiết kế cho anh hệ nhôm pha lô kính. Đó, nhôm hệ rất là đẹp, rất là bền. Và hầu như bây giờ các công trình đa số là dùng rất là nhiều hệ nhôm sinh pha như này, rất là bền và rất là tốt, gần như thay thế hoàn toàn hệ cửa gỗ. Nó bị co ngót rất nhanh sau khoảng gian 1 cho đến 2 năm, cong vênh rồi là lứt rồi là mục, là chuyện rất bình thường. Rồi chúng ta cùng qua một góc khác công trình nào. Đây
Đây góc phía trên cao các bạn nhé. Góc như thế này thì chúng ta nhìn được tổng thể phần mái công trình này. Đấy, trông rất là cân đối, rất hài hòa. Được chúng tôi chia hình khối làm sao cho nó đẹp nhất, ăn ý nhất theo tỷ lệ gọi là cân đối. Đây góc thấp phía bên trái công trình. Đây, nhìn công trình rất là hầm hố các bạn nhé. Nhưng vẫn đẹp, vẫn trẻ trung và toát lên cái sự hài hòa của công trình. Thì anh đã rất ưng ý và rất hài lòng về phần phối cảnh như thế này. Đây góc trên cao phía bên phải công trình này. Đấy, cái sảnh này rất là rộng các bạn nhé. Đấy, phải tầm đến 20 m² đấy. Rất là rộng và nó nối thông liền với sảnh chính. Đấy, khi mà khách khứa thì vòng khách hoặc là chúng ta thể tiếp khách ở khu vực ngoài này. Đấy, trông rất là đẹp và rất bắt mắt. Buổi sáng sớm mà chúng ta ngồi đây nhâm nhi ly cà phê, ngắm khung cảnh sân vườn trước, mặt xung quanh đấy. Và sau cái hệ này các bạn nhé, chúng tôi sẽ tư vấn cho gia đình anh là dùng hệ dây neo, tránh nắng được buổi trưa, buổi chiều thì sẽ làm cho khu vực này mát mẻ hơn. Thì đây là một đoạn của công trình các bạn nhé. Đấy, công trình này có kích thước mặt tiền là 16,5 m², 16,5 m, phía chiều sâu 11 m. Diện tích sử dụng mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh sẽ phủ bì tường như thế này các bạn nhé. Đấy. Đây. Đây, phủ bì tường các bạn nhé. Như thế nào thì phủ bì tường thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đây là phủ bì tường các bạn này. Đây là phủ bì bên ngoài của cái khu vực sử dụng các bạn nhé. Không tính sảnh, không tính ban công, không tính thang cấp. Thì đây, cái khuôn viên này 170 m². Đấy. Thì chúng ta sẽ có gì nào? Chúng ta có một phòng khách rất là rộng 33,67 m², đi thẳng vào khu phòng thờ 14,35 m². Đấy, phòng thờ như này chúng tôi đặt theo phong thủy các bạn ạ. Đấy, thứ nhất được vị trí, thứ hai là hợp với hướng của tuổi gia chủ. Đấy. Rất nhiều khách sẽ thắc mắc tại sao không để chính giữa. Đấy, lý do như thế. Và chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ. Đây. Các phòng ngủ này diện tích là tương đương nhau, đều diện tích 15 m đến 15 m². Đấy. Thì có một phòng ngủ khép kín này, diện tích vệ sinh là 3,25 m². Và chúng ta có một khu bếp riêng bên cạnh, rộng 30 m², cùng với một nhà vệ sinh riêng cho cả gia đình, rộng 4,5 m². Đấy, thì đây công trình ba lối đi này. Đây, một lối các bạn nhé. Đây lối thứ hai và bếp. Đây khu vực sân phơi sân ướt của gia đình này. Và gia đình anh có một lối đi đây nữa này. Nói là đi ra khu phía sau, khu sân vườn phía sau. Đấy, trông rất là hài hòa và rất hợp lý. Anh chị muốn làm sao mà có cái không gian nó phải rộng rãi, thông giữa bếp với bên ngoài, để khi mà gia đình có công việc ấy thì ăn từ phòng bếp ra bên ngoài. Đấy, rất hài hòa, rất hợp lý. Đấy, hoặc không gian khách này chúng tôi làm rất là rộng. Rồi, thì đây là bằng sơ qua mà tôi muốn giới thiệu, bởi vì mỗi một gia đình có một cái mặt bằng khác nhau thì các bạn phải lưu ý điều này. Không phải gia đình nào cũng có thể bê cái mặt bằng nguyên như thế này vào, hoặc là giảm kích thước xuống đặt vào khu đất thì mình được. Đấy, điều đó hoàn toàn là gần như là không thể. Thì đây là phần 3D mặt bằng. Đây, chúng ta hình dung rất là dễ, kể cả chủ nhà hoặc là các bác, các cháu có thể không hiểu gì về mặt bằng 2D như thế này. Đây, nhìn nó rất khó hiểu, nhưng mà khi có mặt bằng 3D như thế này. À, thì đây là cái phòng khách đi vào, rẽ vào là phòng mình hay là phòng như thế nào, rất là trực quan và rất là dễ hiểu. Đấy. Và chúng tôi vẽ đúng tỷ lệ, đồ đạc tất cả đều đúng kích thước, đúng tỷ lệ các bạn nhé, giúp cho quá trình hiểu nó dễ hơn. Đấy. Đây các bạn này. Đây phương án đầu tiên thì chúng tôi thiết kế cho gia đình anh là cái cửa sổ. Đấy. Nhưng mà gia đình sau thôi quyết định là để cho chị một cái cửa đi ở đây, anh chị đi sau cho nó tiện. À, chúng tôi bố trí hợp phong thủy hết các bạn nhé. Đấy, gần như là tuyệt đối. Đây góc nhìn khác của phần 3D mặt bằng. Đấy, để chúng tôi bố trí rất hài hòa, hợp lý giữa cái phần mặt bằng và phần phối cảnh. Các bạn lưu ý, rất nhiều gia đình cứ nói rằng làm cho anh chị cái mặt bằng như thế này, nhưng mà cái phối cảnh như thế này, thì xin thưa rằng cái điều đó là rất là khó. Đấy. Khi mà các gia chủ có nhờ các đơn vị thiết kế cũng thế, thì lưu ý. Bởi vì mặt bằng thì nó sẽ đi liền với phần phối cảnh, nên chúng ta phải cân đối từ khi mà lên mặt bằng. Thì trong cái suy nghĩ của người kiến trúc đã hình dung được cái hình phối cảnh rồi. Đấy, tất cả đều có lý do và có nguyên nhân của nó.
Đấy thì các bạn thể tham khảo bạn nhé. Đây chúng ta cùng nhìn lại phần phối cảnh một lần nữa trước khi cái buổi review của chúng tôi đến đây là tạm dừng. Đấy thì nếu mà quý vị nào là những người đầu tiên đến với kênh Nhật Đặc Cái Tô thì quý vị có thể nhấn nút đăng ký bên cạnh và nút chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất do chúng tôi chia sẻ và update hàng ngày. Rồi, xin chào và hẹn lại quý vị trong các video tiếp theo.